Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACCA của Tuonthi.com để giúp các bạn học vui vẻ và thi hiệu quả. Và đây là một video của môn kiểm toán cơ bản. Trong video này thì mình sẽ chuyển sang cái giai đoạn soát xét và phát hành báo cáo kiểm toán với cái nội dung đầu tiên về vấn đề soát xét giả định hoạt động liên tục. Như trong cái video về các giai đoạn của một cuộc kiểm toán, mình đã giải thích rằng là cái giai đoạn cuối cùng của một cuộc kiểm toán đó là soát xét và phát hành báo cáo kiểm toán, không ạ? Thì sẽ có rất là nhiều công việc mà kiểm toán viên cần phải thực hiện trong cái giai đoạn này. Một trong số đó là xem xét ảnh hưởng của cái giả định hoạt động liên tục. Vậy đầu tiên chúng ta cần phải nắm được là giả định hoạt động liên tục nghĩa là gì? Sẽ là một lợi thế cho bạn nào mà đã học môn FR hoặc là học môn FR cùng với học môn kiểm toán cơ bản này, bởi vì như vậy thì các bạn ít nhất cũng sẽ hiểu qua được cái khái niệm giả định hoạt động liên tục nghĩa là cái gì. Thì hãy nhớ lại các cái nguyên tắc kế toán mà chúng ta đã học dù là ở ACCA hay là ở cái môn nguyên lý kế toán trong trường đại học. Các nguyên tắc kế toán cơ bản nó là nhằm cái cung cấp cơ sở cho cái việc đánh giá, ghi nhận và trình bày trên báo cáo tài chính, đúng không? Thì cái giả định hoạt động liên tục nó chính là một trong các cái nguyên tắc cơ bản đó. Và theo cái nguyên tắc giả định hoạt động liên tục này thì báo cáo tài chính phải được lập dựa trên cái cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần. Và khi mà báo cáo tài chính mà được lập dựa trên cái giả định hoạt động liên tục này thì các cái khoản mục trên bảng cân đối kế toán sẽ được ghi nhận theo giá gốc hoặc là theo giá trị hợp lý. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như một doanh nghiệp không thỏa mãn cái giả định hoạt động liên tục? Thì khi đó doanh nghiệp sẽ phải lập báo cáo tài chính dựa trên cái cơ sở là doanh nghiệp đó sắp phá sản hay là chuẩn bị thanh lý giải thể. Thì theo đó cái nguyên tắc này nó sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải ghi nhận các khoản mục tài sản nợ phải trả như thể là doanh nghiệp sắp giải thể. Tức là tài sản sẽ được ghi nhận dựa trên giá trị thuần có thể thực hiện được, đúng không ạ? Còn các cái khoản dự phòng phải trả thì có thể sẽ cần phải trích lập thêm, bởi vì doanh nghiệp không có khả năng chi trả hoặc là sẽ phát sinh các cái khoản chi phí để xử lý các cái mối quan hệ kinh doanh bình thường mà bây giờ đột nhiên doanh nghiệp phá sản không thực hiện được nữa. Và các cái khoản mục tài sản và nợ phải trả dài hạn thì khả năng là cũng sẽ được phân loại lại sang ngắn hạn. Và cái ban quản lý công ty thì cũng sẽ cần phải thuyết minh cái việc báo cáo tài chính được lập mà không sử dụng cái giả định hoạt động liên tục và giải thích cái lý do tại sao lại không sử dụng cái giả định hoạt động liên tục đó. Tức là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc ghi nhận các khoản mục cũng như là việc thuyết minh báo cáo tài chính, đúng không ạ? Ví dụ này, tại cái thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2000X0 thì doanh nghiệp nhận định rằng là doanh nghiệp thỏa mãn cái nguyên tắc hoạt động liên tục trong năm 2000X1, tức là năm tiếp theo. Thì khi đó cái khoản mục hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp sẽ được ghi nhận theo giá gốc. Còn nếu như mà doanh nghiệp nhận định rằng là doanh nghiệp không thỏa mãn nguyên tắc hoạt động liên tục trong năm 2000X1 thì khi đó doanh nghiệp sẽ phải đánh giá lại toàn bộ tài sản và nợ phải trả. Và theo đó thì doanh nghiệp sẽ phải ghi nhận hàng tồn kho vào sổ kế toán theo cái giá đánh giá lại trước khi lập báo cáo tài chính, tức là theo cái giá thấp hơn giữa giá gốc và cái giá trị thuần có thể thực hiện được tại cái thời điểm lập báo cáo, được chưa? Vậy thì cái việc mà đánh giá cái khả năng áp dụng giả định hoạt động liên tục khi lập báo cáo tài chính của công ty nó sẽ thuộc về trách nhiệm của ai? Ai có cái trách nhiệm phải đánh giá? Thì câu trả lời đây đó là ban quản lý của công ty khách hàng sẽ phải có cái trách nhiệm đánh giá cái khả năng áp dụng giả định hoạt động liên tục khi lập báo cáo tài chính của công ty. Bởi vì là theo các cái nguyên tắc trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính đó, thì báo cáo tài chính sẽ được lập trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi ban quản lý công ty có ý định giải thể hoặc là không thể tránh được cái việc đó. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phải nhớ rằng cái việc đánh giá doanh nghiệp có thỏa mãn cái giả định hoạt động liên tục hay không là trách nhiệm của bản thân công ty khách hàng, chứ không phải là trách nhiệm của kiểm toán viên nhé. Do vậy khi mà kiểm toán viên mà đi kiểu thuyết phục khách hàng là anh phải đưa ra cái đánh giá về khả năng áp dụng giả định hoạt động liên tục của công ty anh, thì mà khi đó khách hàng lại cùn cãi lại kiểu là tôi không làm, đấy là việc của kiểm toán viên, thì các bạn phải nêu ra cái cơ sở ngay lập tức là theo cái yêu cầu của cái việc lập báo cáo tài chính thì đó là cái trách nhiệm của cái công ty mà lập ra cái báo cáo tài chính đó, được chưa ạ? Cụ thể thì ban quản lý sẽ phải đưa ra cái đánh giá về cái khả năng hoạt động liên tục của công ty, và trong cái quá trình thực hiện đánh giá đó, nếu như ban quản lý nhận thức thấy các cái sự kiện không chắc chắn, trọng yếu mà liên quan đến các cái sự kiện hoặc tình huống có thể dẫn đến cái sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty, thì khi đó ban quản lý sẽ phải thuyết minh về những cái sự không chắc chắn này trên báo cáo tài chính. Tức là nếu như trong cái quá trình đánh giá cái khả năng áp dụng giả định hoạt động liên tục đó mà ban quản lý đã có được cái câu trả lời chắc chắn là có hay không thì rất là đơn giản rồi, có thì là lập báo cáo tài chính như bình thường, còn không có thì phải lập báo cáo tài chính trên cái cơ sở khác. Còn trong cái trường hợp mà có những cái sự kiện không chắc chắn dẫn đến là có thể nghi ngờ về cái khả năng hoạt động liên tục của công ty, thì khi đó là ban quản lý vẫn sẽ là trình bày lập báo cáo tài chính theo cơ sở giả định hoạt động liên tục, nhưng sẽ phải thuyết minh về cái sự không chắc chắn này trên báo cáo tài chính. Vậy thì vai trò của kiểm toán viên ở đây là gì? Hay nói cách khác là trách nhiệm của kiểm toán viên là gì? Thì trách nhiệm của kiểm toán viên sẽ được chia thành hai cái trách nhiệm chính. Trách nhiệm thứ nhất đó là thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán phù hợp về cái sự phù hợp của cái việc sử dụng giả định liên tục của ban quản lý khi mà lập báo cáo tài chính. Và bởi vì khi mà có cái sự kiện không chắc chắn trọng yếu về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phải thuyết minh trên báo cáo tài chính, đúng không? Dẫn đến là kiểm toán viên sẽ có trách nhiệm là kết luận liệu có cái sự không chắc chắn trọng yếu về cái khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp hay không. Thì đó là những cái kiến thức cơ bản chúng ta cần biết về cái giả định hoạt động liên tục. Bây giờ chúng ta hãy quay lại cái đề thi của môn kiểm toán cơ bản này. Trong các cái năm vừa rồi thì liên quan đến cái nội dung về giả định hoạt động liên tục, nó sẽ có 3 cái dạng câu hỏi, 3 cái cách đặt câu hỏi trong đề thi. Dạng câu hỏi thứ nhất đó là yêu cầu xác định và giải thích các cái dấu hiệu tiềm tàng rằng một khách hàng thì không thỏa mãn cái giả định hoạt động liên tục. Cái cách đặt câu hỏi thứ hai đó là hãy mô tả các cái thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên nên thực hiện để đánh giá xem là cái việc áp dụng cái giả định hoạt động liên tục của khách hàng thì có phù hợp hay không. Và cái cách đặt câu hỏi thứ ba đó là hãy mô tả cái ảnh hưởng lên cái báo cáo kiểm toán của cái vấn đề thuyết minh về giả định liên tục trên báo cáo tài chính của khách hàng. Thì để mà đi xử lý 3 cái dạng câu hỏi này thì chúng ta sẽ cần phải nắm được các cái kiến thức về cái thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên nên thực hiện. Thủ tục kiểm toán thì nó sẽ được thiết kế dựa trên cái mục tiêu của kiểm toán viên muốn đạt được. Chính vì vậy nên trước khi mà đi tìm hiểu về thủ tục kiểm toán thì chúng ta sẽ cần phải nắm được cái mục tiêu của kiểm toán viên liên quan đến cái phần giả định liên tục là gì đã. Thì có 3 mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên đó là thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về cái tính hợp lý của giả định hoạt động liên tục mà ban giám đốc đơn vị được kiểm toán đã sử dụng khi lập và trình bày báo cáo tài chính. Cái mục tiêu thứ hai là đưa ra kết luận về việc liệu có còn yếu tố không chắc chắn trọng yếu nào liên quan tới cái sự kiện hoặc là điều kiện có thể dẫn đến cái nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán hay không. Và mục tiêu cuối cùng đó là xác định ảnh hưởng của các vấn đề phát hiện đến cái ý kiến kiểm toán hay là báo cáo kiểm toán. Sau khi mà đã nắm được 3 cái mục tiêu này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái thủ tục kiểm toán để đạt được các cái mục tiêu vừa đề cập. Phần này trong sách của BPP thì trình bày khá là khó theo dõi, thậm chí là cả kể khi chúng ta đọc cái chuẩn mực đầy đủ, chuẩn mực 570 đó, thì mình cũng vẫn thấy là nó khá là khó hiểu với những cái bạn mà chưa có cái kiến thức đi làm thực tế. Chính vì vậy nên là mình sẽ tạm nhóm các cái thủ tục kiểm toán cần thực hiện này theo từng cái mục tiêu của kiểm toán viên mà chúng ta vừa đề cập để các bạn có thể dễ dàng hiểu và hình dung được vấn đề. Đầu tiên là các cái thủ tục kiểm toán thuộc nhóm 1. Đó là các cái thủ tục kiểm toán nhằm để xem xét cái sự phù hợp của việc sử dụng giả định liên tục của khách hàng. Thì ngay khi thực hiện các cái thủ tục đánh giá rủi ro ở cái giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán đó, kiểm toán viên sẽ phải xác định xem là liệu ban quản lý có thực hiện cái đánh giá sơ bộ về cái khả năng hoạt động liên tục của công ty hay không. Sau đó nếu như mà ban quản trị của công ty đã thực hiện rồi thì khi đó kiểm toán viên sẽ phải xem xét các cái đánh giá của ban quản trị về cái khả năng hoạt động liên tục của công ty. Các vấn đề mà kiểm toán viên nên xem xét chẳng hạn như là cái quy trình mà ban quản trị đã đưa ra để thực hiện cái việc đánh giá, hay là các cái sự giả định đã được ban quản trị sử dụng làm cái cơ sở để đánh giá cái việc cái khả năng hoạt động liên tục, hay là cái kế hoạch hành động của ban quản trị trong tương lai và cái tính khả thi của cái kế hoạch đó. Kiểm toán viên cũng phải xem xét xem là liệu các cái đánh giá của ban quản trị thì đã bao gồm tất cả các cái thông tin liên quan sẵn có mà kiểm toán viên biết được từ kết quả của cuộc kiểm toán hay chưa. Và một cái điểm cuối cùng nữa đó là kiểm toán viên sẽ phải lưu ý đến khoảng thời gian tối thiểu khi mà xem xét hoạt động liên tục theo quy định thông thường sẽ là 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. Như vậy, nếu như mà cái đánh giá của ban quản trị mà nó chưa bao gồm cái khoảng thời gian tối thiểu 12 tháng này mà nó ngắn hơn chẳng hạn thì khi đó kiểm toán viên sẽ phải đề xuất ban quản trị sẽ phải kéo dài cái thời gian thực hiện đánh giá ra. Được chưa ạ? Trong cái quá trình đánh giá cái sự phù hợp của cái việc sử dụng giả định liên tục này thì kiểm toán viên sẽ phải cân nhắc xem là liệu có các cái sự kiện hay tình huống có thể dẫn đến sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của khách hàng hay không. Và chúng ta sẽ sang cái thủ tục kiểm toán thuộc nhóm thứ hai liên quan cụ thể đến cái việc xem xét này. Cái việc xem xét sự tồn tại của các cái sự kiện hoặc tình huống có thể dẫn đến cái sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của khách hàng thì có thể chia làm 2 bước. Đây là mình tự chia để các bạn có thể hiểu được bản chất của vấn đề nhé. Còn đâu trong cái nội dung của chuẩn mực thì người ta sẽ không chia là từng bước mà người ta đơn giản thì người ta chỉ liệt kê ra các thủ tục thực hiện thôi. Bước 1 là kiểm toán viên sẽ xem xét cái sự tồn tại của các sự kiện hoặc tình huống có thể dẫn đến sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của khách hàng, bằng cách là kiểm toán viên sẽ phải thảo luận với ban quản trị xem là họ có nhận thức về một cái sự kiện hay là các tình huống mà có thể dẫn đến cái sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty hay không, và cái kế hoạch của ban quản trị để mà xử lý cái tình huống đó nếu có. Và trong suốt cái cuộc kiểm toán của mình thì kiểm toán viên sẽ phải giữ cái thái độ cảnh giác với những cái bằng chứng kiểm toán liên quan. Ngoài ra thì kiểm toán viên cũng sẽ phải xem xét cái giai đoạn sau khi được ban quản trị đánh giá để xem là nó có cung cấp cái sự kiện tình huống nào dẫn đến cái sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của khách hàng hay không. Chẳng hạn như là đánh giá cho giai đoạn là từ mùng 1 tháng 1 năm 2000X1 cho đến 31 tháng 12 năm 2000X1 thì bây giờ kiểm toán viên cũng phải xem xét cái giai đoạn năm 2000X2 nữa. Có thể là phỏng vấn ban quản trị, đơn vị được kiểm toán xem là cái hiểu biết của họ đối với các cái sự kiện có thể phát sinh ở cái giai đoạn 2000X2 này như nào. Đối với cái thủ tục này thì cái điểm quan trọng nhất là chúng ta phải ghi nhớ được các cái dấu hiệu tiềm tàng mà có thể chỉ ra cái sự tồn tại của các cái sự kiện hay tình huống có thể dẫn đến sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của khách hàng. Bởi vì đây cũng chính là cái nội dung mà tương ứng với cái cách đặt câu hỏi thứ nhất mà mình đề cập lúc trước. Trong cái chuẩn mực năm 70 đó thì người ta đã quy định rõ ra một loạt các cái dấu hiệu tiềm tàng. Ở đây thì để cho tiện cái việc chúng ta ghi nhớ một cách dễ dàng thì mình sẽ chia nó theo các cái nhóm dấu hiệu về mặt tài chính này, nhóm dấu hiệu về vận hành hoạt động này và các cái dấu hiệu khác. Đầu tiên là cái nhóm dấu hiệu về tình hình tài chính thì chúng ta lại có thể chia thành hai nhóm nhỏ. Thứ nhất là nhóm dấu hiệu liên quan đến khả năng thanh toán. Ví dụ như là các cái chủ nợ họ có dấu hiệu rút lại cái sự hỗ trợ tài chính, tức là không tiếp tục cho vay nữa. Ví dụ như là các cái ngân hàng họ ngừng không gia hạn cho các cái công cụ thấu chi của công ty. Đây là cái tình huống rất hay gặp. Thì khi đó cái dấu hiệu này nó nói lên điều gì? Nó nói lên rằng là cái nguy cơ doanh nghiệp sẽ không có đủ nguồn tiền để hoạt động, đúng không ạ? Bởi vì là bây giờ cái đơn vị mà người ta hỗ trợ tài chính cho mình, người ta không hỗ trợ nữa, vậy thì cái khoản tiền đó lấy ở đâu ra bây giờ? Nếu như không có thì có phải là ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp hay không? Đúng không? Cái dấu hiệu thứ hai thuộc cái nhóm khả năng thanh toán này đó là công ty trì hoãn hoặc ngừng chi trả cổ tức. Có thể là bởi vì công ty muốn giữ lại nguồn tiền phục vụ cho hoạt động của công ty, dẫn đến là công ty sẽ trì hoãn hoặc không chi trả cổ tức cho các cổ đông nữa mà để dành tiền cho hoạt động. Cũng có thể là bởi vì là ưu tiên trong sự tăng trưởng của công ty, nhưng cũng có thể vì là công ty đang gặp khó khăn về mặt dòng tiền. Chính vì vậy đây nó là cái dấu hiệu tiềm tàng nhé, chứ không nói là một cái dấu hiệu chắc chắn rằng doanh nghiệp đang gặp vấn đề, người ta chỉ nói là dấu hiệu tiềm tàng thôi. Thì để mà xét xem là thực sự có phải là doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thanh toán hay không thì còn phải xem kết hợp các yếu tố khác nữa. Một cái dấu hiệu nữa đó là doanh nghiệp không có khả năng chi trả cho các chủ nợ vào cái ngày đến hạn. Đúng không? Nó sẽ đưa ra cái dấu hiệu mặt khó khăn, nếu như có tiền thì sao không trả mà lại trì hoãn. Bởi vì là khi mà chúng ta trì hoãn chi trả cho các chủ nợ thì thứ nhất là nguy cơ phát sinh lãi phạt và thứ hai là mất uy tín chứ. Một cái dấu hiệu nữa tương tự đó là doanh nghiệp không có khả năng tuân thủ các cái điều khoản hợp đồng vay. Ví dụ như là các cái hợp đồng vay nó có thể yêu cầu là doanh nghiệp phải duy trì cái hệ số nợ ở mức này hay là duy trì cái hệ số thanh toán ở mức này, nhưng mà doanh nghiệp không giữ được, không đảm bảo được cái hệ số thanh toán hay hệ số nợ đó thì dẫn đến là không tuân thủ được các cái điều khoản của hợp đồng vay, mà đã không tuân thủ được thì liệu có được vay nữa hay không lại là cả một vấn đề khác. Đó, một cái dấu hiệu nữa cũng rất là rõ ràng về cái khả năng thanh toán này đó là các khoản vay cố định của công ty đang đến hạn mà công ty không có triển vọng thực tế về cái việc là thanh toán cái khoản vay này hay là xin được ngân hàng họ đồng ý cho gia hạn khoản vay. Đó, thì đó là các cái dấu hiệu về khả năng thanh toán. Còn đâu cái nhóm còn lại trong cái tình hình tài chính này đó là một số các cái dấu hiệu khác về mặt tài chính. Chẳng hạn như là doanh nghiệp có các cái chỉ số tài chính quan trọng bất lợi. Chỉ số tài chính quan trọng thông thường là các cái chỉ số nào? Thì có thể là các cái chỉ số về khả năng sinh lợi, các cái chỉ số phản ánh hệ số nợ hay là các chỉ số phản ánh khả năng thanh toán hay là chỉ số phản ánh cái khả năng quay vòng vốn. Một cái dấu hiệu khác nữa đó là doanh nghiệp có các cái khoản lỗ đáng kể từ hoạt động, hoặc là có cái sự suy giảm nghiêm trọng trong cái giá trị của tài sản sử dụng để tạo ra dòng tiền. Ví dụ như là một cái doanh nghiệp lỗ triền miên từ năm này qua năm khác, đúng không ạ? Hay là một doanh nghiệp có cái tham gia quá trình sản xuất nhưng mà cái hệ thống dây chuyển sản xuất thì lại bị hỏa hoạn dẫn đến là hư hại, không khôi phục lại được, hoặc là khôi phục thì cần một số tiền rất lớn chẳng hạn. Thì vậy thì sẽ đặt câu hỏi về cái khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này. Một dấu hiệu khác nữa về tình hình tài chính đó là doanh nghiệp có cái dòng tiền hoạt động trong quá khứ hay là cái dòng tiền hoạt động kỳ vọng bị âm. Cái này thì là một cái chỉ tiêu thể hiện quá rõ rồi đúng không? Dòng tiền bị âm thì lấy đâu ra tiền mà hoạt động? Một cái dấu hiệu khác cũng thuộc cái nhóm dấu hiệu này đó là doanh nghiệp phải thay đổi cái hình thức giao dịch từ bằng tín dụng đến thanh toán bằng tiền khi mà nhận hàng với nhà cung cấp. Có thể là do là doanh nghiệp thường xuyên thanh toán không đúng hạn hoặc là không giữ vững được lịch thanh toán, dẫn đến là nhà cung cấp người ta quyết định người ta không cho doanh nghiệp chi trả theo chính sách tín dụng nữa mà là bắt buộc phải trả tiền ngay mới được nhận hàng. Thì đó là cái nhóm dấu hiệu về tình hình tài chính. Chúng ta sang cái nhóm dấu hiệu về cái cách vận hành hoạt động của doanh nghiệp. Thì các cái nhóm dấu hiệu này có thể bao gồm các dấu hiệu như là ban quản lý hay ban quản trị thì họ có ý định giải thể hoặc là ngừng hoạt động toàn bộ công ty hoặc là một cái bộ phận trọng yếu của công ty. Hay là một dấu hiệu nữa là công ty bị mất các cái nhân viên quản lý chủ chốt mà không có cái sự thay thế. Hay là công ty bị mất cái thị trường chính vào tay đối thủ, hay là bị mất cái nhóm khách hàng chính, hoặc là bị tước giấy phép, hoặc là các cái nhà cung cấp quan trọng, các nhà cung cấp chính thì họ ngừng hoạt động hoặc là họ không cấp hàng cho công ty nữa. Hoặc là công ty bị thiếu hụt các cái nguồn cung quan trọng, chẳng hạn như là công ty phải mua một số các cái nguyên vật liệu chuyên dụng đặc biệt từ một vài nhà cung cấp chính, nhưng mà bây giờ họ không cung cấp được cho công ty nữa, thì dẫn đến là công ty bị thiếu hụt cái nguồn cung nguyên vật liệu và ảnh hưởng đến cái việc tiếp tục sản xuất, đúng không ạ? Hoặc là cái sự xuất hiện của một cái đối thủ cạnh tranh cực kỳ thành công trên cái mảng thị trường của công ty, thì dẫn đến là công ty có nguy cơ là bị cái đối thủ này áp đảo và bị thua trên cái thị trường của chính mình, đúng không ạ? Chúng ta sang cái nhóm dấu hiệu cuối cùng là các cái dấu hiệu khác. Cái nhóm dấu hiệu này có thể bao gồm các cái dấu hiệu như là doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu về vốn hoặc yêu cầu về luật mà pháp luật quy định. Hay là công ty có các cái vụ kiện giang dở đang chống lại công ty, mà nếu như các cái vụ kiện này thành công có thể phát sinh các khoản bồi thường mà công ty không có khả năng đáp ứng được, hoặc là nó sẽ hủy hoại danh tiếng của công ty đến mức mà công ty không thể tiếp tục tồn tại trên cái thị trường này nữa. Hoặc là có cái sự thay đổi trong luật, trong chính sách của chính phủ dự tính là sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến công ty. Ví dụ như bây giờ mà cấm không cho sử dụng túi ni lông, đúng không ạ? Thì rõ ràng là các cái doanh nghiệp mà đang sản xuất túi ni lông hoặc là đang sử dụng các cái túi ni lông làm cái nguyên vật liệu chính cho cái hoạt động đầu vào của mình thì rõ ràng là gặp bất lợi, đúng không? Thay thế bằng cái gì đây? Mà nếu như thay thế thì có thể là sẽ phải tốn cái chi phí rất là lớn. Một cái dấu hiệu nữa cũng thuộc cái nhóm này đó là các cái thảm họa phát sinh mà không được bảo hiểm hoặc bảo hiểm quá thấp. Ví dụ như là có công ty mà bị cháy nhà kho, cái này thì mấy năm gần đây xảy ra rất nhiều nhá. Bị cháy nhà kho dẫn đến là hư hại toàn bộ cái số lượng hàng tồn kho trị giá rất là lớn, dẫn đến là nó ảnh hưởng toàn bộ đến cái quá trình hoạt động của công ty, cái khả năng đáp ứng các cái đơn hàng giang dở, hoặc là thậm chí đến cái sự tồn tại của công ty nếu như mà trong trường hợp công ty đó không được bảo hiểm. Tùy vào trong cái tình huống đề bài mà chúng ta sẽ phải xem là cái thông tin người ta đang cung cấp cho chúng ta cái gì để chúng ta chỉ ra các cái dấu hiệu tiềm tàng, chứ không phải là chúng ta cứ nhớ một cách máy móc là có các dấu hiệu đó thì chúng ta viết một câu trả lời đâu nhé. Như vậy thì sẽ không được điểm đâu. Thì để mà rõ hơn về cách xử lý cái dạng câu hỏi mà liên quan đến cái dấu hiệu tiềm tàng của một cái doanh nghiệp không hoạt động liên tục, thì chúng ta hãy đi xem cái ví dụ là một cái bài tập trong đề thi của kỳ tháng 12 năm 2019 vừa rồi. Tình huống đề bài đưa ra như sau. Hiện tại thì là mùng 1 tháng 7 năm 20x5 thì bạn là quản lý kiểm toán của công ty S đang kiểm toán cho khách hàng M. Khách hàng M này là nhà phân phối hàng hóa điện tử và có năm tài chính kết thúc vào 30 tháng 4 năm 20x5. Cuộc kiểm toán thì đã gần kết thúc và báo cáo kiểm toán sẽ đến hạn phát hành trong thời gian ngắn. Biết rằng là trong cái năm kiểm toán thì M đã đồng loạt chi trả cho một số các nhà cung cấp trễ hơn thông thường rất nhiều và chỉ sau khi bị nhắc nhở nhiều lần. Do đó thì một số nhà cung cấp họ đã rút lại chính sách bán hàng tín dụng cho công ty. Điều đó nghĩa là công ty phải trả tiền khi nhận hàng, không được nợ nữa, không được mua chịu nữa. Công ty thì cũng nhận được thông báo rằng cái nhà cung cấp chính của mình thì đã ngừng hoạt động. Đây là cái nhà cung cấp mà cung cấp hơn 60% thiết bị điện tử chuyên dụng cho công ty M. Các cái khoản thấu chi của công ty thì đã tăng mạnh trong năm vừa qua, và các giám đốc thì đã thông tin cho bạn rằng là cái công cụ thấu chi đến thời hạn gia hạn vào tháng tới. Ban giám đốc công ty thì tự tin rằng sẽ được gia hạn. Và công ty thì quyết định rằng là để giữ tiền cho hoạt động thì công ty sẽ không chi trả cổ tức cho năm 20X5. Yêu cầu ở đây là xác định và giải thích 3 cái dấu hiệu tiềm tàng cho thấy rằng công ty M không thỏa mãn giả định hoạt động liên tục. Yêu cầu này thì chỉ được 3 điểm thôi, cho nên là mặc dù cái tình huống đề bài đưa ra cho chúng ta khá nhiều thông tin, chúng ta có thể thấy, có thể giải thích rằng đó là cái dấu hiệu cho cái việc là không thỏa mãn cái giả định hoạt động liên tục, nhưng mà bởi vì chỉ có 3 điểm nên là chúng ta chỉ nêu 3 ý thôi. Cùng lắm là nêu thành 4 ý để nếu như có một ý sai thì có ý còn lại để bù ấy. Chứ nếu như chúng ta cứ tham trình bày nhiều kiến thức thì có thể là sẽ bị lố thời gian, không có thời gian làm các yêu cầu khác đâu. 3 cái dấu hiệu cho cái việc không hoạt động liên tục mà chúng ta có thể lựa chọn để trình bày ở đây. Thứ nhất đó là cái việc công ty chi trả chậm và bị một số nhà cung cấp ngừng cấp tín dụng. Đây là một cái dấu hiệu về mặt tài chính, đúng không ạ? Cái dấu hiệu này nó cho thấy là công ty đang phải vất vả, khó khăn để mà chi trả các khoản nợ khi đến hạn. Và điều này nó cũng đặt thêm cái áp lực lớn lên cái dòng tiền của công ty, bởi vì công ty sẽ phải thanh toán tiền ngay khi mà nhận hàng. Trong khi là công ty có khả năng là vẫn sẽ phải đợi dòng tiền vào từ khách hàng thanh toán, bởi vì là vẫn phải cho các khách hàng của mình mua hàng theo chính sách tín dụng, trong khi bản thân mình mua hàng từ nhà cung cấp thì lại không được hưởng cái chính sách tín dụng, đúng không ạ? Cái dấu hiệu thứ hai ở đây đó là nhà cung cấp chính các cái thiết bị chuyên dụng thì ngừng hoạt động thương mại. Thì đây là một cái dấu hiệu thuộc về cái nhóm dấu hiệu vận hành hoạt động, đúng không ạ? Nếu như mà các cái thiết bị mang tính chất chuyên dụng này nó là chuyên dụng ở mức cao thì khi đó có cái rủi ro rằng cái công ty M này không có cái khả năng mua được các sản phẩm chuyên dụng này từ những cái nhà cung cấp khác, và do đó là ảnh hưởng đến cái khả năng thương mại của công ty. Thậm chí là có thể là vẫn tìm được nhà cung cấp khác đi, nhưng mà cái chi phí lại đắt hơn chẳng hạn, thì khi đó công ty lại sẽ bị tổn thất thêm rất là nhiều chi phí. Hoặc là bởi vì là nhà cung cấp mới cho nên là họ sẽ không cấp cho công ty cái chính sách tín dụng có lợi, thì như vậy dẫn đến là cái dòng tiền ra của công ty có thể sẽ bị gia tăng và khiến cho cái áp lực lên dòng tiền của công ty là ngày càng lớn. Một cái dấu hiệu nữa có thể đề cập đến đó là cái khoản thấu chi của công ty thì đã gia tăng đáng kể và đến hạn xem xét vào tháng tới. Thì đây là một cái dấu hiệu về nhóm dấu hiệu tài chính, đúng không ạ? Bởi vì thấu chi nó bản chất cũng là một cái công cụ để huy động vốn, tức là giống như kiểu vốn vay vậy. Nếu như mà ngân hàng họ không tiếp tục gia hạn thấu chi và công ty không có khoản khả năng huy động vốn thay thế, thì khi đó công ty có thể sẽ gặp khó khăn lớn về dòng tiền. Đặc biệt là khi mà các nhà cung cấp họ lại đang tiếp tục yêu cầu là thanh toán ngay khi nhận hàng, kiểu khó khăn chồng chất khó khăn đó. Thì đấy là 3 cái dấu hiệu mà chúng ta có thể kể ra trong bài làm. Ngoài ra các bạn có thể bổ sung cái dấu hiệu chẳng hạn như là công ty thì quyết định là sẽ không chi trả cổ tức cho năm 20X5 để giữ lại tiền cho hoạt động, đúng không? Thì đấy cũng là một dấu hiệu là công ty đang bị khó khăn về mặt tài chính. Thì đó là các cái thủ tục kiểm toán liên quan đến cái việc là xem xét sự tồn tại của các cái sự kiện hoặc tình huống có thể dẫn đến sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của khách hàng. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái nhóm thủ tục kiểm toán thứ hai, tức là cái nhóm thủ tục kiểm toán bổ sung cần thực hiện khi mà kiểm toán viên nhận thấy các cái sự kiện hoặc điều kiện dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của khách hàng. Hiểu nôm na thì tức là sau khi mà thực hiện cái thủ tục kiểm toán ở nhóm 1 vừa tìm hiểu đó, thì kiểm toán viên xác định ra là có cái sự kiện hoặc tình huống có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục, thì khi đó kiểm toán viên sẽ phải thực hiện các cái thủ tục bổ sung để xác định xem là liệu cái sự có tồn tại cái sự không chắc chắn trọng yếu về cái khả năng hoạt động liên tục của công ty hay không. Thì nội dung của các cái thủ tục kiểm toán này là gì? Thì trong cái chuẩn mực 570 người ta đã hướng dẫn ra 5 cái nhóm, có thể gọi là 5 nhóm hoặc 5 bước thực hiện các thủ tục kiểm toán khi mà xác định có các cái tình huống hoặc là điều kiện có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Thứ nhất là yêu cầu ban quản trị đơn vị đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của công ty nếu như mà chưa thực hiện, còn thực hiện rồi thôi bỏ qua bước này, đúng không ạ? Thứ hai là xem xét và đánh giá tính khả thi của các cái kế hoạch của ban quản trị về các cái hoạt động trong tương lai. Đánh giá cái khả năng cải thiện cái tình hình hiện tại của họ cũng như là cái tính khả thi của những cái kế hoạch này. Ví dụ như là có thể phân tích và thảo luận về dòng tiền này, lợi nhuận và các cái dự toán khác của khách hàng với ban quản trị này, hay là xét các cái điều khoản của giấy nợ và hợp đồng vay xem là liệu cái tình hình hiện tại của doanh nghiệp có phá vỡ các điều khoản ràng buộc trong các hợp đồng này hay không này, hay là đọc các cái biên bản họp của cổ đông, của ban giám đốc liên quan đến các cái khó khăn tài chính của công ty xem là tình hình nghiêm trọng đến mức nào và có hướng giải quyết nào không này, hay là phỏng vấn luật sư của khách hàng liên quan đến các cái vụ kiện tụng và đòi bồi thường đó, xem là có cái tình hình của các cái vụ kiện tụng đó như nào, khả năng tổn thất ra sao. Kiểm toán viên cũng có thể là xem xét của cái khả năng của khách hàng trong cái việc thực hiện các cái đơn đặt hàng hiện tại, hoặc là phân tích và thảo luận với ban quản trị, với khách hàng về cái báo cáo tài chính giữa niên độ gần nhất, tức là các cái tình hình tài chính mà phản ánh qua cái báo cáo tài chính giữa niên độ đó. Cái loại thủ tục thứ ba ở đây đó là nếu như mà khách hàng đã lập kế hoạch dòng tiền thì khi đó kiểm toán viên sẽ phải đánh giá cái độ tin cậy của dữ liệu sử dụng để lập kế hoạch dòng tiền, chứ không phải kiểu họ cứ chế ra một bảng kế hoạch dòng tiền xong mình cứ lấy đấy để làm cái bằng chứng là họ đã có kế hoạch, có cái phương án khả thi để tạo ra được cái dòng tiền hoạt động cho công ty, đúng không? Kiểm toán viên sẽ phải xác định các cái bằng chứng củng cố cho các cái giả định mà ban quản trị sử dụng để lập kế hoạch dòng tiền. Cái nhóm thủ tục thứ tư đó là yêu cầu ban giám đốc và ban quản trị giải trình bằng văn bản về các cái kế hoạch hành động trong tương lai và tính khả thi của các cái kế hoạch đó. Cái thư giải trình của ban quản trị này nó là một cái loại bằng chứng kiểm toán mà chúng ta đã từng được tìm hiểu ở trong cái video về bằng chứng kiểm toán, đúng không ạ? Chúng ta hiểu nó như là một cái loại cam kết của ban quản trị của công ty đó. Cái loại thủ tục thứ 5 ở đây đó là kiểm toán viên có thể xem xét xem liệu có còn thông tin hay là sự kiện bổ sung nào kể từ sau ngày ban quản trị đưa ra đánh giá hay không. Nếu như mà trong cái giai đoạn đánh giá rủi ro đó mà kiểm toán viên đã xác định các cái có cái sự tồn tại của các cái sự kiện hay tình huống có thể dẫn đến cái sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của khách hàng, khi đó ngoài các cái 5 cái thủ tục kiểm toán bên trên chúng ta vừa đề cập thì kiểm toán viên sẽ cần phải đổi lại các cái đánh giá về rủi ro có sai sót trọng yếu của mình. Như vậy có thể nói rằng là cái sự tồn tại của các cái sự kiện hay tình huống mà có thể dẫn đến sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của khách hàng thì sẽ có thể ảnh hưởng đến bản chất, thời gian và phạm vi của các cái thủ tục kiểm toán bổ sung cần thực hiện để mà phản hồi rủi ro. Thì chính vì vậy nên đây là cái việc đánh giá cái khả năng hoạt động liên tục này nó là một cái nội dung kiểm toán mà tương đối phức tạp và sẽ cần phải người có nhiều kinh nghiệm thực hiện, và thông thường sẽ là nhân viên kiểm toán cấp cao, chứ còn những cái bạn mà kiểm toán mới đi làm thì thông thường sẽ không được giao cái nhiệm vụ này. Để mà hiểu thêm về cái cách đặt câu hỏi đối với cái dạng bài về thủ tục kiểm toán này thì chúng ta hãy quay trở lại cái ví dụ của kỳ tháng 12 năm 2019 mà chúng ta vừa tìm hiểu. Vẫn là cái tình huống như vậy, nhưng cái yêu cầu này của chúng ta sẽ là mô tả các cái thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên nên thực hiện để đánh giá xem liệu công ty M có hoạt động liên tục không. Yêu cầu này thì được 5 điểm. Ở đây thì người ta cho 5 điểm thì tốt nhất là nêu từ 5 đến 6 cái thủ tục thôi, chứ đừng có tham nêu nhiều các bạn nhé. Mất thời gian mà chả được cái gì. Ở đây thì chúng ta có thể kể đến một số các cái thủ tục mà kiểm toán viên có thể thực hiện như sau. Thứ nhất là chúng ta nên chọn cái thủ tục mà nó có thể là liên quan nhiều nhất đến cái tình huống cụ thể của khách hàng, đúng không? Chẳng hạn như là kiểm tra các cái hợp đồng hay là trao đổi với các cái nhà cung cấp của công ty để mà xác nhận xem là cái việc cung cấp các thiết bị chuyên dụng cho công ty để thay thế cho cái nhà cung cấp chính đấy sẽ xử lý như nào. Nếu như mà không có cái nhà cung cấp mới nào mà họ xác nhận là sẽ cung cấp được thì khi đó kiểm toán viên sẽ cần phải thảo luận với ban quản lý cái kế hoạch của công ty để mà tiếp tục đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng hay là tiếp tục cái quá trình sản xuất, đúng không ạ? Đấy là thủ tục đầu tiên. Cái thủ tục thứ hai có thể thực hiện đó là thu thập cái thư giải trình của ban quản lý, xác nhận cái quan điểm của ban quản lý hay của ban giám đốc rằng là công ty M này thỏa mãn cái giả định hoạt động liên tục. Cái thủ tục thứ ba mà cũng có thể là liên quan đến cái tình huống này nhiều nhất đó là soát xét các cái trao đổi của công ty với ngân hàng để đánh giá cái khả năng là ngân hàng tiếp tục gia hạn công cụ thấu chi. Tức là xem cái sự tự tin của ban giám đốc này là từ đâu mà có đấy, đúng không? Một cái thủ tục kiểm toán nữa chúng ta cũng có thể kể đến đó là bởi vì công ty thì đang bị áp lực về dòng tiền, vậy thì chúng ta có thể yêu cầu là công ty xem là đã lập cái bảng dự toán dòng tiền hay chưa. Nếu mà họ có rồi thì chúng ta có thể soát xét cái dòng tiền ra vào của họ, đánh giá cái sự hợp lý của các cái giả định mà họ đang thực hiện. Và nếu như có phát hiện gì thì chúng ta cần phải trao đổi với ban quản lý để tìm hiểu xem rốt lại thì công ty với cái áp lực như vậy thì có đủ dòng tiền để hoạt động hay không. Một cái thủ tục nữa cũng có thể kể đến đó là bởi vì công ty đang gặp áp lực về dòng tiền dẫn đến là chi trả chậm cho các nhà cung cấp thì có khả năng là các cái hợp đồng vay với các cái bên cho vay cũng sẽ bị gặp tình trạng tương tự. Thì kiểm toán viên có thể là soát xét các cái hợp đồng vay xem là có cái đợt thanh toán nào đang bị trễ hay không, hay là có cái điều khoản ràng buộc nào của hợp đồng vay đang bị phá vỡ hay không. Thì đó là cái cách chúng ta xử lý cái tình huống liên quan đến cái thủ tục kiểm toán bổ sung thuộc nhóm 2. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái nhóm thủ tục kiểm toán thứ 3 tương ứng với cái mục tiêu kiểm toán thứ 3 đối với cái phần giả định hoạt động liên tục này. Đó là cái phần liên quan đến đánh giá ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán hay báo cáo kiểm toán, đúng không? Thì từ các cái bằng chứng thu được sau khi mà thực hiện các cái thủ tục kiểm toán nhóm 1, nhóm 2 đó, thì kiểm toán viên sẽ cần phải cân nhắc và kết luận xem là liệu có tồn tại một cái sự không chắc chắn trọng yếu liên quan đến các cái sự kiện tình huống có thể gây ra nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của khách hàng hay không, và đưa ra cái đánh giá ảnh hưởng của cái kết luận đó đến cái ý kiến kiểm toán của mình. Khi mà chúng ta học về cái phần giả định hoạt động liên tục này thì chúng ta chưa có học đến các cái loại ý kiến kiểm toán. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ giải thích qua một chút. Sau đó khi nào mà tìm hiểu đến cái phần báo cáo kiểm toán thì mình sẽ giải thích chi tiết sau. Liên quan đến cái phần giả định hoạt động liên tục này thì sẽ có 4 cái tình huống tương ứng với 4 cái loại ý kiến kiểm toán. Đầu tiên, tình huống thứ nhất đó là kiểm toán viên kết luận rằng cái giả định hoạt động liên tục mà công ty đang áp dụng thì là phù hợp, và có cái sự tồn tại của một cái sự kiện không chắc chắn, trọng yếu mà gây ảnh hưởng, gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty, nhưng mà cái sự không chắc chắn này thì đã được thuyết minh thỏa đáng theo quy định. Như mình đã nhắc ở cái phần đầu của video là trong cái trường hợp mà có cái sự tồn tại của cái sự kiện không chắc chắn, gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty, thì yêu cầu về mặt khi lập báo cáo tài chính đó là công ty sẽ phải thuyết minh đầy đủ trên báo cáo tài chính, đúng không? Thì nếu như mà trong cái trường hợp mà có tồn tại cái sự kiện không chắc chắn này nhưng mà đã được thuyết minh đầy đủ thì khi đó cái ý kiến trên báo cáo kiểm toán sẽ là ý kiến chấp nhận toàn phần. Tuy nhiên là trên cái báo cáo kiểm toán thì sẽ có một cái đoạn là cái đoạn là tiết lộ về cái sự không chắc chắn trọng yếu liên quan đến cái giả định hoạt động liên tục. Cái tình huống thứ hai đó là cái giả định hoạt động liên tục đã được áp dụng phù hợp, nhưng mà cái sự không chắc chắn trọng yếu mà tồn tại có thể gây nghi ngờ đáng kể về cái khả năng hoạt động liên tục của công ty lại chưa được công ty thuyết minh một cách thỏa đáng. Thì khi đó cái ý kiến kiểm toán có thể sẽ là ý kiến ngoại trừ hoặc là ý kiến trái ngược, tùy vào từng trường hợp cụ thể. Thông thường thì theo quy định về các cái loại ý kiến kiểm toán ấy, nếu như mà một cái sai sót là trọng yếu nhưng mà không ảnh hưởng lan tỏa đến báo cáo tài chính thì khi đó sẽ là cái ý kiến ngoại trừ. Còn ngược lại, nếu như mà là lan tỏa thì nghĩa là cái ý kiến kiểm toán sẽ là ý kiến trái ngược. Tình huống thứ 3 đó là khi kiểm toán viên đánh giá rằng cái việc sử dụng cái giả định hoạt động liên tục để lập báo cáo tài chính của khách hàng là không phù hợp, thì khi này không cần quan tâm đến cái việc là có cái sự không chắc chắn trọng yếu tồn tại và được thuyết minh như thế nào, mà cái ý kiến kiểm toán khi này sẽ là ý kiến trái ngược luôn. Bởi vì căn bản cái việc sử dụng cái giả định hoạt động liên tục đã là không phù hợp rồi mà, thì rõ ràng khi đó nó ảnh hưởng lan tỏa đến toàn bộ báo cáo tài chính, đúng không? Do vậy ý kiến nó sẽ là ý kiến trái ngược. Tình huống thứ 4 đó là khi ban quản trị thì không sẵn sàng để thực hiện cái việc đánh giá về cái giả định hoạt động liên tục hoặc là mở rộng cái phạm vi đánh giá cái giả định hoạt động liên tục. Thì bởi vì là như đã nói rằng theo cái quy định về việc trình bày và lập báo cáo tài chính đó là khách hàng sẽ phải có trách nhiệm để đánh giá cái giả định hoạt động liên tục để là báo cáo tài chính, đúng không? Do vậy trong trường hợp mà ban quản trị khách hàng không muốn đưa ra cái đánh giá này hoặc là không chịu mở rộng cái phạm vi đánh giá thì khi đó cái ý kiến kiểm toán sẽ là ý kiến ngoại trừ hoặc là từ chối đưa ra ý kiến tùy vào từng trường hợp. Chúng ta hãy cùng đi xem một cái ví dụ về cái dạng bài tập liên quan đến cái nội dung này, đó là đề thi của kỳ tháng 12 năm 2018. Tình huống đưa ra là công ty G thì sản xuất linh kiện xe mô tô và có năm tài chính kết thúc vào 30 tháng 6 năm 2018. Bạn là giám sát kiểm toán của công ty P và cái cuộc kiểm toán cuối năm thì sắp bắt đầu. Biết rằng là công ty thì có cái khoản thấu chi trị giá là 5,1 triệu đô và nó đã tăng đáng kể từ cuối năm trước. Cái năm 2007 chỉ là 1,2 triệu đô thôi. Và ban giám đốc thì đã thông báo cho bạn rằng cái công cụ thấu chi là một cái công cụ cần thiết cho cái hoạt động hàng ngày của công ty, và nó đang đến hạn xem xét gia hạn vào tháng 10 năm 2018. và ban giám đốc thì tự tin rằng sẽ được gia hạn. Biết rằng là công ty thì đã thông báo cho bạn rằng là cái ngân hàng của công ty G này thì sẽ không đưa ra quyết định về việc gia hạn công cụ thầu chi cho đến khi báo cáo kiểm toán được ký. Biết rằng cái giám đốc hợp đồng kiểm toán của công ty bạn thì đã đồng ý rằng cái việc sử dụng giả định hoạt động liên tục là hợp lý. Và các giám đốc của khách hàng thì đã đồng ý để bao gồm một cái đoạn thuyết minh ngắn về hoạt động liên tục trên báo cáo tài chính dự thảo. Và đội kiểm toán vẫn phải đánh giá sự đầy đủ thỏa đáng của những cái thuyết minh này. Yêu cầu ở đây là thảo luận vấn đề và mô tả ảnh hưởng đến cái báo cáo kiểm toán của công ty G về việc thuyết minh đầy đủ và không đầy đủ cái giả định hoạt động liên tục. Tức là trong hai cái trường hợp là công ty thuyết minh đầy đủ và không đầy đủ, đúng không ạ? Như vậy thì cái tình huống này thực ra là có 3 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải phân tích cái ảnh hưởng đến báo cáo kiểm toán của cái sự kiện không chắc chắn có khả năng gây ra nghi ngờ đáng kể về cái hoạt động liên tục của công ty. Cái yêu cầu thứ hai là chúng ta phải đưa ra cái dạng ý kiến kiểm toán khi mà công ty thuyết minh thỏa đáng về cái sự kiện này. Và yêu cầu thứ ba là đưa ra cái dạng ý kiến kiểm toán khi mà công ty thuyết minh không thỏa đáng về cái sự kiện không chắc chắn này. Đầu tiên là phân tích cái ảnh hưởng đến báo cáo kiểm toán, thì ở đây chúng ta sẽ phải khẳng định rằng là bởi vì sẽ chưa có cái kết quả của cái việc gia hạn công cụ thấu chi tại cái thời điểm ký báo cáo kiểm toán theo như thông tin để bài cung cấp. Do vậy đây sẽ làm sự không chắc chắn trọng yếu, có thể làm phát sinh nghi ngờ nghiêm trọng, nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Bởi vì là như cái đề bài đã cung cấp là cái công cụ thấu chi này nó là cần thiết cho cái hoạt động hàng ngày của công ty, đúng không? Do vậy chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng là nếu như không có cái công cụ này, hay nói cách khác là công cụ này không được gia hạn, thì khi đó sẽ ảnh hưởng hoạt động hàng ngày của công ty, tức là ảnh hưởng khả năng hoạt động liên tục. Như vậy khi mà đã xác định rằng có cái sự tồn tại của một cái sự không chắc chắn này, trong khi là ban giám đốc kiểm toán của bạn tin rằng cái việc áp dụng cái giả định hoạt động liên tục của công ty là phù hợp, vậy thì cái ý kiến kiểm toán đưa ra như thế nào nó sẽ phụ thuộc vào cái việc liệu cái sự kiện không chắc chắn này nó có được thuyết minh thỏa đáng trên báo cáo tài chính hay không, đúng chưa ạ? Trong trường hợp mà cái sự kiện không chắc chắn này nó được thuyết minh thỏa đáng trên báo cáo tài chính thì khi đó báo cáo kiểm toán sẽ cần bao gồm một đoạn nhấn mạnh về cái sự không chắc chắn liên quan đến hoạt động liên tục của công ty. Đoạn này sẽ thông báo về việc là báo cáo kiểm toán là chấp nhận toàn phần và chỉ rõ ra rằng là có một sự không chắc chắn trọng yếu. Sau đó thì sẽ tham chiếu chéo đến cái phần thuyết minh của ban quản lý, ban quản trị trên báo cáo tài chính. Cái đoạn này thì sẽ được bao gồm vào báo cáo kiểm toán sau cái đoạn ý kiến kiểm toán và cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán. Cái này để khi nào chuyển sang cái chủ đề về các cái dạng ý kiến kiểm toán thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ giải thích qua để các bạn nắm được thôi. Cái yêu cầu thứ ba là trong cái trường hợp cái sự kiện không chắc chắn này nó không được thuyết minh thỏa đáng trên báo cáo tài chính thì khi đó cái ý kiến kiểm toán sẽ cần phải thay đổi bởi vì là có cái sai sót trọng yếu liên quan đến thuyết minh không đầy đủ, đúng không? Như vừa nãy mình có đề cập đó, khi mà cái việc thuyết minh về cái sự kiện này không thỏa đáng thì sẽ có hai tình huống ý kiến kiểm toán được đưa ra. Thứ nhất là cái ý kiến kiểm toán ngoại trừ áp dụng cho cái trường hợp là kiểm toán viên đánh giá rằng cái việc thuyết minh không đầy đủ cái sự kiện này là trọng yếu nhưng mà không lan tỏa đối với báo cáo tài chính. Còn ý kiến đưa ra sẽ là ý kiến trái ngược trong trường hợp kiểm toán viên đánh giá rằng cái việc không thuyết minh đầy đủ thỏa đáng cái sự kiện không chắc chắn này là trọng yếu và ảnh hưởng lan tỏa đến báo cáo tài chính. Thông thường thì với một cái sự kiện không chắc chắn như là cái việc đang thương lượng với ngân hàng về cái vấn đề gia hạn công cụ thấu chi thì bởi vì bản chất của cái việc thương lượng là đang diễn ra và ban quản trị thì tự tin rằng sẽ được gia hạn. Vậy nếu như mà kiểm toán viên sau khi đánh giá cái cơ sở khiến cho ban quản trị tự tin như vậy, chẳng hạn như là xem xét các cái cuộc trao đổi giữa ban quản trị với các cái ngân hàng liên quan, thì kiểm toán viên có thể đánh giá rằng là cái việc mà ban quản trị thuyết minh cái sự kiện không chắc chắn này một cách không thỏa đáng sẽ là thuộc dạng trọng yếu nhưng mà không lan tỏa đối với báo cáo tài chính và do đó sẽ đưa ra cái ý kiến ngoại trừ. Thì khi đó báo cáo kiểm toán sẽ bao gồm một cái đoạn cơ sở hình thành ý kiến tiếp sau cái đoạn ý kiến chính thức đó để giải thích về cái sự không chắc chắn trọng yếu tồn tại và việc báo cáo tài chính của khách hàng thì chưa thuyết minh thỏa đáng về vấn đề này. Thì đó là cái cách mà chúng ta xử lý ba cái dạng bài tập liên quan đến cái giả định hoạt động liên tục. Thật ra thì tình huống đề bài người ta đưa ra có thể là dài nhưng mà các cái phần trình bày câu trả lời cho các cái dạng bài tập này thì thường khá là ngắn thôi. Các bạn lưu ý cái cách trình bày và lựa chọn ý để trả lời sao cho được vừa đủ để đạt điểm mà không bị mất quá lố thời gian. Ở trong cái video tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang cái nội dung về các cái sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính. Đây là cái nội dung thứ hai mà kiểm toán viên cần phải soát xét trước khi mà đưa ra cái ý kiến kiểm toán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.